Thôi. Xin chào bà con nha, đầu đang giới thiệu với bà con cái dòng sản phẩm bắt quái. Khung của nó là 1m nhân 1m2, có nghĩa là cái chiều cao đứng của nó là 1m này. Đứng cái này là 1m và cái khung rộng của nó là 1m2. Thì với cái dòng thiết kế như này thì bắt buộc là phải có cái dây giằng khung ở giữa. Dây giằng khung ở giữa như này, ở trên. Ở phía trên này sẽ có dây giằng khung ở giữa. Và ở phía dưới cũng vậy, có nghĩa là sẽ đối xứng với nhau. Để cho một cái dây trục ở đây sẽ là 8 dây nha bà con, là 4 dây xung quanh đây và hai trên là 6 dây. Tổng cộng là 6 dây chịu lực cho bà con. Thì cái dòng sản phẩm này nó chỉ săn cá thôi bà con ạ. Chỉ săn cá, không săn cái dòng cá bé. Những cái dòng cá ví dụ như tầm 3 ngón tay đổ lên hoặc là 2 ngón tay rưỡi đổ lên mới bắt nha bà con nha. Đây, bà con thấy không? Quay ra đây. Cái mắt lưới đây này bà con thấy này. Đút hai ngón tay này. Đút hai ngón tay. Đấy thì phải bắt cá với tầm từ 2 ngón tay rưỡi đến 3 ngón tay đổ lên. Chỉ săn cá thôi, nhất là những cái dòng cá chê. Những dòng cá chê mà mùa này thì thực sự là đẳng cấp luôn. Còn nói về cái hòm vào nha, bà con quan sát thật kỹ này, những cái hòm vào đây này. Những cái hòm vào ở đây, khu này. Khu hòm vào đây rất là sâu nha. Khu hòm vào đây sâu này và hình vuông. Hơi hình vuông xíu, nhưng mà nó là hình chữ nhật. Đấy. Không dám làm cửa rộng ra, nếu như bà con nên nhớ là những dòng này mà làm cửa rộng ra là cá nó còn nó dội ra ngoài. Nên bắt buộc phải làm cái cửa nó vừa phải thôi. Cao nó khoảng tầm 17 đến 17 phân. Đấy, cái bề rộng của nó khoảng tầm 30, gần 30 phân. Đấy, 17 x 30. Để giúp cho khi cái con cá nó vào, nó đi luồn vào trong đây luôn. Đấy. Bà con thấy không? Rất là đẹp. Tất cả tổng cộng của nó là 19 khung nha bà con nha. Tất cả những cái đường ở đây, may ở đây, quay sát ở đây. Ánh sáng có nhìn tốt không? Ở đây mà bô bằng tay hết này bà con này, được bô bằng tay hết, thủ công hết. Đấy, ở đâu sẽ làm cho bà con này bô bằng tay thủ công hết này. Đấy. Thủ công hết này. Rất là đẹp. Thịt ở trong khu này nó rất là đều nha. Sẽ có cái độ trùng độ võng như này để khi mà bà con thâu nó sẽ có cái độ trùng để thịt nhiều. Còn nếu như làm căng quá thì cái thao tác của bà con khi mà thâu lên nó rất là khó khăn. Đấy, rất là khó khăn. Nên là cái độ trùng bắt buộc ở đây nó phải có này. Và độ trùng ở đây bắt buộc phải có này nha. Đấy. Bắt buộc phải có. Còn về phần túi ở phía sau nha, túi ở phía sau đây nó rơi vào khoảng tầm gần 3 mét. Túi đây gần 3 mét nha. Đấy, thủ ta thâu ở chứa. Đấy. Và phía bên trong sẽ có cái dây giằng như thế này. Dây giằng như thế này. Dây giằng này. Đây chính là cái đuôi dây giằng ở sau đây. Để bà con có thể về cắm cọc hoặc là bà con có thể lối dây dài ra ở phía sau để cắm vào định vị luôn. Để cho đỡ bị xô, đỡ bị nghiêng, đỡ bị ngã. Còn đâu về phần hòm bên trong đây bà con thấy không? Đây chính là cái hòm dẹt này. Để khi con cá nó đi vào phía trong đây, nó sẽ bị đóng lại, không còn mở được ra nữa. Đấy, một thiết kế cực kỳ hoàn hảo luôn. Và ở phần đuôi phía sau này nó sẽ cái khung nó sẽ nhỏ dần. Nó sẽ còn là 80 x 100. Đấy, 80 x 100. Còn nó tất cả toàn bộ ở phía trên đây là khung của nó là 1m x 1m2. Đấy, cực đẹp luôn. Đây là dòng sản phẩm hàng thừa bà con ạ. Nếu như bà con có cái nhu cầu mà đặt những cái dòng sản phẩm như thế này thì A Đầu sẵn sàng làm cho bà con. Và những cái dòng sản phẩm như này thì đặt tiền A Đầu sẽ làm. Đấy, đây nó là hàng không phải phổ thông. Đấy, chiều dài của tổng thể của cái dòng này nó là rơi vào 16m nha bà con nha, 16m. Rất là đẹp.